ý niệm mạnh mẽ như cơn bão trong động càn quét mọi người mặt biến sắc trong luồng ý niệm này mọi người cảm nhận được một ý thức cực kỳ tà ác tà ác lạnh lẽo hung bạo như sinh ra từ nơi đen tối bẩn thỉu và tà ác nhất ý niệm không che giấu càn quét mạnh mẽ trong động rồi vang lên một tiếng nói bên tai mọi người hút cùng với tiếng nói là một luồng sức mạnh khủng khiếp người yếu nhất là tiêu y và hai con linh thú sùng bị xét đánh phun máu tươi à, tiêu y kêu đau một tiếng cảm giác như có một luồng sức mạnh đập vào người cả người va mạnh vào tường động chưa kịp đứng dậy một luồng sức mạnh kinh khủng đã xâm nhập vào cơ thể nàng, điên cuồng tàn phá, liên tục tấn công linh hồn, khiến nàng đau đầu muốn nứt ra, cảm giác như biển tri thức muốn nổ tung. Hừ, một tiếng hừ lạnh, kế ngôn vung tay, luồng sức mạnh dịu dàng rơi xuống, giúp Tiêu Y hóa giải sức mạnh kinh khủng đó. "Đại, đại sư huynh." Tiêu Y vẫn còn sợ hãi, lúc đó, nàng cảm thấy mình gần như chết rồi. Hai con linh sủng cũng mệt mỏi, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi, lông trắng đẹp đẽ của chúng bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiêu Y càng kính nể, đây rốt cuộc là tồn tại gì? Một tiếng hừ lạnh suýt nữa giết chết nàng. Tương Tư Tiên và Dẫn Khuyết cũng bị tấn công, dù không phun máu như Tiêu Y, nhưng dưới sức mạnh này, khí huyết hai người đảo lộn, nếu không kiểm soát, đã phun máu như Tiêu Y, nhìn động tác lùi lại liên tục của hai người, có thể thấy họ cũng không dễ chịu. Cái này, cái này, Tương Tư Tiên mặt tái nhợt, toàn thân lạnh lẽo, nàng lại một lần nữa làm điều tốt thành xấu, vốn tưởng rằng sử dụng pháp khí đẳng cấp cao có thể tiêu diệt chứng đen, tiêu diệt tế thần chi tử, không ngờ, làm chuyện tệ hơn, khiến tế thần chi tử thêm linh trí, nhìn bộ dạng của nó, ngay phá vỏ không còn xa, Hiện tại vẫn còn trong vỏ trứng mà đã có sức mạnh kinh khủng như vậy, một khi nó sinh ra, chẳng lẽ vừa sinh đã có thực lực nguyên anh, thậm chí hóa thần? Tương lai tiếp tục trưởng thành, liệu Ra Ra có thể chống đỡ nổi nó không? Nghĩ đến tương lai có thể xuất hiện biển máu ngập trời, vô số nhân tộc nằm chết, tương tư tiên càng nghĩ càng sợ, trái tim đầy hối hận, như có vô số kiến đang gặm nhấm, khiến nàng vô cùng hối hận. Đối diện với ý niệm vừa rồi, người không bị gì chỉ có lữ thiếu khanh và kế ngôn cảm nhận được sự kinh khủng của ý niệm, sắc mặt lữ thiếu khanh càng thêm khó coi. Bà nội lý điều này có nghĩa là bị để mắt đến vật trong đó phá vỏ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cho nó chút thời gian chắc chắn sẽ mạnh hơn lữ thiếu khanh hiện tại có lẽ khi vừa ra đời đã là tồn tại hóa thần lữ thiếu khanh càng lo lắng làm việc tốt lại đưa mình vào hiểm nguy thật là nhục nhã nếu chuyển ra ngoài chắc chắn sẽ là một trong 10 chuyện cười lớn nhất của giới tu tiên hiện tại chỉ có thể tìm cách phá hủy chứng này sắc khí đang ủ trong ngực ánh mắt trở nên sắc bén sắc khí tràn đầy trên mặt khiến lữ thiếu khanh như biến thành người khác cảm nhận sắc khí của lữ thiếu khanh dẫn khuyết kinh ngạc Đôi chân theo bản năng khép lại, sao lại cảm thấy buồn tiểu. Tương Tư Tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh như biến thành người khác, theo bản năng hỏi, "Mộc, Mộc công tử, hiện tại Lữ Thiếu Khanh cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, dường như ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ ra tay diệt sạch mọi người." Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, trái tim bất an lập tức an ổn trở lại, nhị sư huynh đã nghiêm túc, quả trứng đen chắc chắn chết, Tiêu Y cười ngốc nghếch, vẫn là nhị sư huynh khiến người khác an tâm. Lữ Thiếu Khanh đầy sát khí, tên khốn, muốn đối đầu với nhân tộc, trước hết phải hỏi qua ta, là người của nhân tộc. Ta tuyệt đối không để ngươi làm loạn. Hôm nay ta sẽ đứng ra thay trời hành đạo, trừ bỏ ngươi, mang lại cho nhân tộc một thế giới trong sáng. Những lời này nói ra đầy chính khí, mạnh mẽ, âm vang, giọng chính nghĩa vang vọng trong động, khí thế hùng hồn, chấn động mà nghĩ. Một công tử, tương tư tiên nhìn lữ thiếu khanh tỏa ra khí chất chính nghĩa như một vị chính nhân quân tử, không kiềm được mà lộ vẻ kính nể. Quả nhiên mình không nhìn lầm người. Lữ thiếu khanh nghiêm túc nói với mọi người ra ngoài để ta ở đây gặp mặt nó. Ra khỏi động, tương tư tiên không kiềm được mà khen ngợi. Mộc công tử quả là chính nhân quân tử, biết rõ nguy hiểm của tế thần chi tử, cuối cùng vẫn chọn đứng ra. Dẫn khuyết ở bên cạnh, nhìn ánh mắt của tương tư tiên đầy vẻ ngưỡng mộ, trong lòng không kiềm được mà tức giận, lúc đó cũng rất hối hận, sớm biết vậy mình cũng nói những lời đó, chắc chắn cũng có thể khiến đại tiểu thư có thiện cảm hơn. Hắn không kiềm được nói, ngay cả pháp khí cao cấp của đại tiểu thư cũng không thể gây tổn hại, hắn có thể làm gì? Tốt nhất đừng hành động mạo hiểm. Tiêu Y không vui, nàng liếc mắt, trừng dẫn khuyết, ngươi biết cái gì? Ếch ngồi đáy giếng, nhị sư huynh của ta một khi nghiêm túc, không có việc gì mà hắn không giải quyết được. Dẫn khuyết không phục, cười lạnh, khẩu khí lớn, hắn có thể làm gì? Quả trứng đen cứng rắn không chịu, càng mạnh lại càng thích, dẫn khuyết không tin Lữ Thiếu Khanh có thể làm gì. Tiêu Y không biết Lữ Thiếu Khanh có cách gì, nhưng nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, vật trong quả trứng đen thể hiện ra thực lực quá mạnh, nhị sư huynh vì không bị ràng buộc sau này, chắc chắn sẽ dùng mọi biện pháp giải quyết nó, biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh chưa bao giờ làm người khác thất vọng, trong việc lớn, hắn luôn đáng tin hơn bất kỳ ai. Dẫn khuyết lập tức nhận ra ý trong lời của Tiêu Y, là vì bản thân, không phải vì toàn bộ nhân loại. Tiêu Y không nghĩ, trả lời ngay, vô nghĩa, đó là thứ yếu, nó chọc vào nhị sư huynh để phòng ngừa hậu họa, sau này nhắm vào nhị sư huynh, nó phải bị giải quyết. Phịch, Tương Tư Tiên đột nhiên cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, không phải vì toàn bộ nhân loại sao? Ngươi vừa nói lớn tiếng vậy, thật ủng công vừa rồi mình còn cảm động, hóa ra là lừa dối. Ánh mắt của Tương Tư Tiên rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong động, Lữ Thiếu Khanh đang tiếp tục xoay quanh quả trứng đen, đôi tay vùng vẩy, cuối cùng đột nhiên rút ra một thanh kiếm dài, dơ cao lên hướng quả trứng đen mặc quân kiếm lóe sáng ánh sáng lạnh thể hiện sự sắc bén lữ thiếu khanh cầm mặc quân kiếm vung một nhát mạnh xuống quả trứng đen bùm một tiếng động khó tả vang lên như chém vào đá lại như đập vào sắt âm thanh vang dội như bàn chải sắt cọ sắt điên cuồng vào tai khiến người nghe không khỏi nhân mặt mặc quân kiếm chém vào quả trứng đen tia lửa tung tóe lực mạnh mẽ phản chấn kiếm linh mặc quân bật ra rơi xuống đất lăn lộn ai ra đau nhức quá tê chết ta rồi đại ca đừng chém nữa ta không chịu nổi lữ thiếu khanh nhăn mặt ngoái tai đá một cái vào mặt quân dưới chân đồ vô dụng đến quả trứng rách này cũng không chém nổi bảo làm gì thì không phải mưa bão thì cũng xét đánh có thể đừng mê mẩn vẻ đẹp của những cô gái nhỏ xinh không dù nói vậy nhưng trong lòng lữ thiếu khanh không khỏi kinh ngạc trước độ cứng rắn của quả trứng đen mặc quân kiếm là ngũ phẩm trường kiếm đang tiến lên lục phẩm lại hấp thụ khối đá không tên về độ sắc bén và cứng rắn ngoài vô khâu kiếm không gì sánh bằng mặc quân kiếm một nhát chém xuống dựa vào độ sắc bén dù là pháp khí lục phẩm cũng không thể chịu nổi nhưng giờ đây một nhát chém xuống bề mặt quả trứng đen không để lại một vết xước đây là quả trứng gì vậy lữ thiếu khanh cầm mặc quân kiếm tiếp tục quan sát quả trứng đen lần nữa đối chiếu tìm kiếm góc độ phù hợp để ra ta mặc quân nằm trên thân kiếm vẻ mặt lo lắng một nhát chém xuống lực phản chấn nó cũng không chịu nổi tuy nhiên lữ thiếu khanh tìm một vòng nhưng không tìm được chỗ thích hợp để ra tay bề mặt quả trứng đen có những đường vân chân chu đẹp mắt như thiên nhiên tạo thành tìm mãi không thấy vết nứt hay điểm đặc biệt ngược lại quả trứng đen nhận thấy hành động của lữ thiếu khanh dường như rất tức giận một lớp xương mỏng màu đen nổi lên trên bề mặt liên tục trồi lên rồi rút xuống biểu hiện sự giận dữ lữ thiếu khanh nhíu mày suy nghĩ một lúc hắn cẩn thận đưa thần thức của mình ra bao phủ lên quả trứng đen vừa rồi chính thần thức của hắn đã kích hoạt quả trứng đen giờ dùng lại thần thức không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng đã không còn cách nào khác chỉ có thể chọn dùng thần thức để kiểm tra quả trứng tìm kiếm cơ hội thần thức lan tỏa xương đen trên bề mặt quả trứng như nhận biết được nhanh chóng rút lui như dòng nước hội tụ dưới quả trứng lữ thiếu khanh dùng thần thức tiếp xúc quả trứng vừa định cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới biến cố bất ngờ xảy ra thần thức lúc trước lại xuất hiện từ trong quả trứng lao ra như bị đánh thức giận dữ sắc khí tràn đầy lao ra hút âm thanh như sấm sét vang lên bên tai lữ thiếu khanh cút ra ra nhà ngươi lữ thiếu khanh không khách sáo đáp trả hai luồng thần thức va chạm mạnh mẽ một đợt sóng vô hình dội lại trong động dù động có trận pháp kiên cố vững chắc nhưng vẫn bị đợt sóng vô hình này chấn động đất đá rơi rụng lớp đất quanh động bị lột ra sau khi đối đầu lòng tin của lữ thiếu khanh càng tăng thần thức trong quả trứng đen không mạnh bằng hắn có thêm lòng tin lữ thiếu khanh càng thêm gan dạ chỉ vào quả trứng tức giận nói con rùa rụt đầu ngươi cũng dám hống hách trước mặt ta không giữ lại thần thức ảo ạt tuôn ra thần thức trong quả trứng đen nhận thấy nguy hiểm không nói một lời liền rút lui lữ thiếu khanh chỉ chờ điều đó bám chặt lấy đối phương theo đó mà tiến vào trong quả trứng bên trong quả trứng là một thế giới khác chỗ hắn đứng giống như một hòn đảo nhỏ rộng khoảng trăm mét xung quanh có một lớp màng chắn ngoài màng chắn là xương đen dày đặc còn có tiếng sóng biển vang vọng lữ thiếu khanh đáp xuống dậm chân trong trạng thái thần thức ở đây cũng như thật lữ thiếu khanh nhíu mày nhìn xung quanh không gian này khiến hắn cảm thấy khó chịu vừa như đầy sinh lực lại vừa như chết chóc ô uế tà ác hai loại khí tức hoàn toàn trái ngược nhau xung đột khiến người ta cảm thấy khó chịu lữ thiếu khanh chú ý thấy xung quanh tuy có lớp màng chắn nhưng đã đầy lỗ hổng xương đen bên ngoài đã sớm xâm nhập và làm ô nhiễm hoàn toàn nơi này mặt đất có cảm giác như cát nhưng đã chuyển thành màu đen xương đen bên ngoài liên tục tràn vào cuối cùng tập trung vào một con chim trước mặt lữ thiếu khanh lơ lửng giữa không trung đôi mắt nhắm chặt bộ lông đen dài ngắn không đều trông giống như một con vịt trời nó có do lơ lửng trong không trung xương đen từ ngoài màng chắn không ngừng bao quanh và bị nó hấp thụ con chim đen chìm nổi trong xương đen đắm mình trong đó như một tồn tại tà ác tối cao đang ngủ một khi thức tỉnh thế gian sẽ rơi vào bóng tối đứng trước con chim đen lữ thiếu khanh cảm nhận được một áp lực vô hình không phải là áp lực của sức mạnh mà là áp lực từ bậc sinh mệnh cao đối với sinh mệnh thấp lữ thiếu khanh quan sát hồi lâu cũng không nhận ra đây là loại chim gì cuối cùng chỉ vào con chim nói ừm coi như ngươi là vịt trời đi lữ thiếu khanh thầm đoán thần thức đó chính là của con chim đen này vịt trời ta đến rồi hôm nay ta muốn ăn vịt quay ngươi mời ta được không một tiếng hử lạnh con chim đen mở mắt khi tức tà ác bùng lên như một ma vương thức tỉnh con chim đen lạnh lùng nhìn lữ thiếu khanh đôi mắt lạnh lẽo mang theo sự vô tình như thể lữ thiếu khanh trước mặt chỉ là một con kiến hôi có thể bị dẫm chết bất cứ lúc nào sâu kiến một giọng nói vang lên cùng với giọng điệu lạnh lẽo vô tình lữ thiếu khanh không vui hắn vào đây khách sáo chào hỏi ngươi con vịt trời cao ngạo vừa mở miệng đã gọi là sâu kiến thật vô lễ đồ vô lễ đều phải bị đánh chết lữ thiếu khanh tức giận chỉ vào con chim đen quát vịt trời xuống đây tự nhổ lông tự lên vì nướng ta có sẵn gia vị muốn chết con chim đen lóe lên một tia sắc khí xương đen xung quanh nhanh chóng tụ lại hóa thành một con rồng đen gầm thét lao xuống con rồng đen mở miệng to như chậu máu muốn nuốt chửng lữ thiếu khanh hừ lữ thiếu khanh hử lạnh xương đen có mạnh đến đâu cũng vô dụng hắn khắc chế được nó chưa thấy lữ thiếu khanh có động tác gì từ người hắn đột nhiên xuất hiện những tia sét đen, tí tách, tia sét quấn quanh, hóa thành một con rắn sấm sét lao lên trời. Con rồng đen dưới sự tấn công của sét đen kêu rên, cuối cùng tan biến trong ánh sét. Trong khoảnh khắc, dưới ánh sét đen, Lữ Thiếu Khanh như thần sấm giáng thế. Sét đen xuất hiện, con chim đen kinh ngạc, giọng hét lên, "Không, không thể nào. Ngươi, ngươi là ai? Ta là gia gia ngươi." Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng cười, chỉ vào con chim đen nói, "Chết đi." Sét đen rời khỏi thân thể, tí tách, chấn động trời đất, lao thẳng về phía con chim đen xét đen mạnh mẽ lóe sáng trong không trung nhảy múa như một tinh linh đen nghịch ngợm trông thật sinh động đáng yêu nhưng trong mắt con chim đen đó là một tồn tại đầy khí tức chết chóc đáng chết một tiếng hét giận dữ một luồng xương đen từ con chim đen phóng ra sau đó biến thành một nam nhân mặt mày u ám ánh mắt hung hãn hắn vung tay xương đen xung quanh gào thét tụ lại biến thành tấm khiên chắn đỡ đòn tấn công của tia xét đen tiếng ti tách vang lên xét đen không ngừng tiêu diệt xương đen nhưng xương đen quá nhiều dưới sự điều khiển của nam nhân từ bên ngoài liên tục hội tụ lại cuối cùng nhờ số lượng nhiều mà dập tắt tia xét đen hự nam nhân không dễ chịu hắn nhìn lữ thiếu khanh với ánh mắt đầy cảnh giác ngươi rốt cuộc là ai lữ thiếu khanh không trả lời ánh mắt hắn di chuyển giữa nam nhân và con chim đen hồi lâu mới hỏi ngươi là kẻ ngoại lai sau khi nam nhân xuất hiện lữ thiếu khanh vẫn cảm nhận được trong cơ thể con chim đen tồn tại một ý thức khác nhưng ý thức đó yếu ớt và vẫn đang ngủ kết hợp với biểu hiện của nam nhân lữ thiếu khanh đoán được phần nào lữ thiếu khanh khinh thường thật không biết xấu hổ không làm người đàng hoàng lại đi làm con vịt trời Muốn học người chiếm đoạt tổ của chim khách, ngươi có liêm sỉ không?" Lữ Thiếu Khanh đoán, nam nhân này có lẽ có mối liên hệ lớn với những quái vật kia, có thể cung cấp với tiểu nhân vật đó, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn chạy đến đây muốn chiếm đoạt cơ thể của con chim đen, dĩ nhiên, cũng có thể là, con chim đen có lai lịch lớn, khiến nam nhân sẵn sàng từ bỏ cơ thể của mình để chiếm đoạt thân thể của chim đen. Nam nhân cười lạnh, "Vì trời, ngươi biết lai lịch của nó không? Lai lịch của nó còn cao quý hơn ngươi tưởng tượng, ngươi trước mặt nó chỉ là một con côn trùng." Côn trùng Lữ Thiếu Khanh không vui, ưỡn ngực, ngươi từng thấy con côn trùng nào đẹp trai thế này chưa? Không có hiểu biết, chẳng trách muốn làm con vịt trời, tầm nhìn hạn hẹp, thật không biết xấu hổ, quên nguồn gốc của mình, tìm chết. Nam nhân ánh mắt lạnh lùng, dù hắn không dễ nổi giận, nhưng lời của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn tức giận, sắc khí bốc lên, nam nhân không vội ra tay, ngược lại tự mình nói, các ngươi ở ngoài, ta không làm gì được các ngươi, nhưng ngươi kiêu ngạo xông vào đây, tự tìm đường chết. Đây là địa bàn của ta, ta xem ngươi, sâu kiến, làm sao lật trời, nói xong nam nhân hừ lạnh xương đen cuộn trào bao quanh hắn mạnh mẽ vung một trưởng về phía lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh cũng đáp trả một trưởng bùm lữ thiếu khanh không nhúc nhích nam nhân lại lảo đảo một chút thực lực của hai bên rõ ràng đáng chết sắc mặt hắn càng thêm u ám ánh mắt nhìn lữ thiếu khanh đầy khó tin thực lực của hắn lại không bằng lữ thiếu khanh không thể nào nam nhân nghiến răng không thể chấp nhận kết quả này không có gì là không thể lữ thiếu khanh cười lớn rất vui vẻ ngươi không phải đối thủ của ta nam nhân hiện giờ chỉ là một ý niệm hai bên so thần thức lữ thiếu khanh đã tu luyện qua kinh thần quyết không sợ bất cứ ai trong việc so thần thức sau khi biết thần thức của nam nhân không bằng mình hắn mới có lòng tin và gan dạ sông vào đây địa bàn cái quái gì con rắn địa phương cái quái gì ta là rồng vượt sông một con rồng đẹp trai vượt sông vì thế ngoan ngoãn đi chết đi kết thúc lời vô nghĩa lữ thiếu khanh quả quyết ra tay thân hình lóe lên như một con hổ mạnh mẽ lao về phía con mồi nam nhân hừ lạnh cũng lao về phía lữ thiếu khanh với tư thế tương tự bùm hai bên lại một lần nữa va chạm dữ dội sức mạnh của lữ thiếu khanh vượt xa tưởng tượng của hắn nam nhân bị đánh bay hàng chục mét lực va chạm mạnh mẽ làm hắn chấn động khí huyết cuộn trào nhất thời không nói nên lời lữ thiếu khanh không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục truy kích chỉ trong nháy mắt thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt nam nhân cút đi nam nhân hét lớn chịu thiệt nên vô cùng tức giận theo sự điều khiển của hắn xương đen xung quanh lại hội tụ gào thét lao tới dưới sự kiểm soát của nam nhân xương đen tỏa ra khí tức kinh khủng như ma vương giáng thế nam nhân vung tay xương đen lại biến thành một con rồng đen gầm thét lao về phía lữ thiếu khanh rồng đen há to miệng phun ra hơi thở rồng biến thành ngọn lửa dữ dội bao trùm lấy lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh cười khinh thường chiêu này đối với ta vô dụng ý niệm khẽ động xét đen lại xuất hiện hóa thành bảo đao sắc bé nhất sông lên trời sức mạnh mạnh mẽ tôn ra làm rung chuyển cả hòn đảo dù xét đen và xương đen cùng nguồn gốc đều là những tồn tại quỷ dị nhưng xét đen được lữ thiếu khanh hấp thụ lại mang phong cách khác lệch hẳn xương đen đối mặt với xét đen như quân lính gặp tướng quân bị áp đảo hoàn toàn không có sức kháng cự. Nhìn thấy đòn tấn công của mình trước mặt Lữ Thiếu Khanh như giấy, bị tiêu diệt dễ dàng, nam nhân không thể chấp nhận điều này, không, không thể nào. Sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Sao ta chưa từng gặp ngươi? Nam nhân gắt gao nhìn Lữ Thiếu Khanh, cố gắng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc trong ký ức, nhưng tiếc thay, dù nhìn thế nào, não của hắn như sắp cháy, hắn cũng không tìm được hình ảnh phù hợp trong ký ức xa xưa. Sắc mặt nam nhân trở nên vô cùng khó coi, hắn tự nhận mình có lai lịch bí ẩn, nhưng bây giờ, trước mắt xuất hiện một người còn bí ẩn hơn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối khiến hắn khó chịu muốn ói đã nói rồi ta là gia gia người lữ thiếu khanh vung tay xét đen xuyên qua rồng đen để lại ánh sáng đen trói mắt trong khâu trung làm đau mắt nam nhân xét đen với tốc độ vô song đánh trúng nam nhân lữ thiếu khanh cười vui vẻ bị xét đánh lần này chắc chết rồi nhưng ngay sau đó nam nhân lại cười lạnh giọng đầy đắc ý dù ngươi có thể điều khiển nó nhưng muốn dùng nó đối phó ta ngươi quá ngây thơ xét đen tuy đánh trúng nam nhân nhưng không gây ra bất kỳ thương tổn nào nam nhân chế nhạo lữ thiếu khanh ngươi cũng muốn làm ta bị thương lữ thiếu khanh nhíu mày không khách sáo vung kiếm trong không trung kiếm ý dâng trào lập tức tràn ngập cả hòn đảo nam nhân đang chế nhạo lữ thiếu khanh dù sao đòn tấn công của lữ thiếu khanh không có tác dụng với hắn giúp hắn giữ được chút thể diện đang định tiếp tục chế nhạo lữ thiếu khanh lại ra tay kiếm ý bùng lên trời hóa thành thần điểu vỗ cánh bay cao lao về phía nam nhân nam nhân nhận chọn chiêu phun máu tươi thực ra đó là năng lượng tinh khiết bắn tung tóe trong không trung ngươi ngươi nam nhân không thể giữ bình tĩnh nữa đòn tấn công của lữ thiếu khanh quá mạnh hắn không thể chống đỡ hắn vốn nghĩ mình chiếm ưu thế nơi này có thể điều khiển xương đen đứng ở vị trí bất bại kết quả là lữ thiếu khanh có thể điều khiển xét đen cùng nguồn gốc khiến đòn tấn công của nam nhân không gây được bất kỳ tổn thương nào cho hắn cứ ngỡ đây đã là giới hạn của lữ thiếu khanh không ngờ hắn còn có thể điều khiển kiếm ý như ở bên ngoài một đòn đánh trúng nam nhân bị thương không nhẹ lữ thiếu khanh không buông tha tiếp tục vung thêm vài kiếm về phía hắn nam nhân cố gắng chống đỡ xương đen hình thành một lớp màn chắn dày đặc nhưng vô ích Xương đen dưới đòn tấn công của Lữ Thiếu Khanh như giấy, không có tác dụng gì, chỉ trong vài chiêu. Nam nhân đã bị đánh đến kêu la thảm thiết, khí tức suy yếu, thực lực giảm sút rõ rệt. Nam nhân hoảng sợ, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại tấn công, hắn quay đầu bỏ chạy, lao về phía con chim đen. Muốn chạy? Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên tàn nhẫn, kiếm ý lại hóa hình, bao phủ cả nam nhân và con chim đen. Mọi thứ kết thúc thôi, Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ ra tay, kiếm ý cùng bạo như thủy ngân tràn khắp hòn đảo, mặt đất đen dưới sự cắt xẻ của kiếm ý bắt đầu nứt vỡ, không khí phát ra những tiếng rít gào. Vô số kiếm ý như những con cá ngửi thấy mùi máu, ùn ùn lao về phía nam nhân và con chim đen, bao trùm tất cả, ào ạt lao tới. Nam nhân đang bỏ chạy không thể chống đỡ nổi. À, một tiếng thét thảm, cơ thể bị kiếm ý xé nát, tan thành từng mảnh, vô số năng lượng tinh khiết bắn tung tóe. Lữ Thiếu Khanh vung tay, hấp thụ một phần năng lượng này, như được bổ sung năng lượng, Lữ Thiếu Khanh tinh thần phấn chấn, khí tức mạnh mẽ hơn, thực lực âm thầm tăng lên, nam nhân bị đánh chết, cơ thể tan thành từng mảnh, cuối cùng biến mất. Còn con chim đen thì lại có biểu hiện kỳ lạ, Mặc dù bị tấn công, nhưng khi kiếm ý giáng xuống, bề mặt cơ thể con chim đen bất ngờ phát ra ánh sáng, hình thành một lớp màn chắn phát sáng, ngăn chặn đòn tấn công của Lữ Thiếu Khanh. "Hả?" Lữ Thiếu Khanh không khỏi ngạc nhiên, một kiếm này, không nói là hủy diệt, nhưng không phải người thường có thể chống đỡ. Không thấy nam nhân kia hống hách, không biết xấu hổ, dưới đòn này cũng tan thành từng mảnh, biến thành cho bụi sao. Vậy mà con chim đen này có thể dựa vào một lớp màn chắn mà chặn được đòn của hắn. Sắc mặt Lữ Thiếu Khanh thay đổi, hắn chăm chú nhìn con chim đen, nhíu mày, hắn giơ tay lên, một con thần điểu mini màu đen lại xuất hiện trong tay kiếm ý cùng bạo lại lan tỏa lữ thiếu khanh định thử lại lần nữa con chim đen đã bị nhiễm độc quá sâu không thể cứu được đột nhiên con chim đen lại mở mắt giọng nam nhân vang lên ngươi dám ra tay ngươi chết chắc rồi lữ thiếu khanh ngạc nhiên ngươi chưa chết sao ha ha ta và nó gần như đã là một thể nó là ta ta là nó nó không chết ta cũng không chết lữ thiếu khanh hiểu ra nam nhân và con chim đen đã quấn chặt với nhau không thể tách rời vì vậy dù nam nhân bị một kiếm của hắn đánh tan thành từng mảnh biến thành cho bụi nhưng ý thức của hắn vẫn còn không thể tiêu diệt đã vậy con chim đen này càng không thể giữ lại ánh mắt lữ thiếu khanh lại trở nên tàn nhẫn vung tay phải thần điểu mini trong lòng bàn tay cất tiếng hót dài lại vỗ cánh bay cao lao về phía con chim đen nam nhân không ngờ lữ thiếu khanh nói ra tay là ra tay giọng trở nên hoảng hốt ngươi ngươi dám có gì mà không dám thần điểu lại lần nữa va chạm với con chim đen ánh sáng trên bề mặt con chim đen lại lóe lên đòn tấn công của lữ thiếu khanh lần này lại vô ích con chim đen không nhúc nhích nhưng mặt đất dưới chân nó đột nhiên dung chuyển mạnh một luồng sức mạnh vô hình giáng xuống như thể thiên phạt giáng xuống đột ngột xuất hiện lữ thiếu khanh hoàn toàn không ngờ con chim đen sẽ phản kích bị luồng sức mạnh này đánh trúng như một tảng đá lớn từ trời rơi xuống đập mạnh vào người lữ thiếu khanh sức mạnh cùng bạo tàn phá liên tục xé nát cơ thể lữ thiếu khanh chỉ trong chớp mắt trên bề mặt lữ thiếu khanh xuất hiện vô số vết thương giống như nam nhân vừa rồi năng lượng tinh khiết không ngừng bắn ra ôi trời lữ thiếu khanh suýt ngã quỵ xuống đất cầu xin tha thứ luồng sức mạnh này mạnh đến mức vô lý như áp chế từ cấp độ sinh mệnh mang theo hào quang áp đảo tuyệt đối khiến hắn không thể chống đỡ cũng không thể điều động sức mạnh của mình để chống lại ha 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 giọng nam nhân vang lên hắn cười đắc ý ngươi thử ra tay nữa xem ta đã nói rồi ngươi ra tay nữa ngươi chết chắc lữ thiếu khanh xoa ngực sợ hãi không thôi hiện tại sức mạnh của hắn cũng đã giảm đi nhiều nếu luồng sức mạnh vừa rồi đến thêm hai lần nữa hắn thật sự có thể chết ở đây Lữ Thiếu Khanh nhìn con chim đen, nghi hoặc không yên, đó là gì? Hề, hey, nam nhân thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng vui sướng vô cùng. Nam nhân không giấu giếm, nói ra nguồn gốc của luồng sức mạnh đó, đây là sức mạnh phòng thủ tự có của nó, khi gặp đe dọa, sức mạnh tự có sẽ phản kích, ngươi hiện đang ở trong cơ thể của nó, ở đây, nó là trời, ngươi làm sao chống lại được sức mạnh của nó. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, thật vô lý, ai lại có quả trứng có chức năng này? Con vịt trời này rốt cuộc có lai lịch gì? Thật là con vịt trời vô lý, bên ngoài cực kỳ cứng rắn, không thể đâm xuyên, không bị nước lửa làm hại, bên trong cũng có sức mạnh phòng thủ kinh khủng như vậy. Theo lời của nam nhân, ai vào đây cũng phải chết, nam nhân không trả lời Lữ Thiếu Khanh, có những điều sâu kiến không xứng đáng biết, nam nhân cười đắc ý, ngươi cứ chờ chết đi, đợi ta hợp nhất xong, ta sẽ báo đáp ngươi đàng hoàng, dù mạnh như hắn cũng không dám trực tiếp dùng vũ lực với con chim đen, chỉ dám cẩn thận hợp nhất và nuốt chửng, âm mưu hàng ngàn năm. Báo đáp ta. Lữ Thiếu Khanh ghét nhất là bị người khác đe dọa, hắn hỏi đầy mong đợi, là định sau khi ra ngoài, làm việc quay cho ta sao? ta sẽ quay ngươi ngay bây giờ, mục đích vào đây không phải để giải quyết hậu họa sao? Ta không tin con vịt trời vô lý này không có điểm yếu, Lữ Thiếu Khanh vòng quanh con chim đen, cuối cùng đưa tay ra, chạm vào nó. Lữ Thiếu Khanh liên tục tặc lưỡi, tự khen mình, cười tự mãn, vì trời, ta quả nhiên rất giỏi đặt tên, tay chạm vào bề mặt con chim đen, lông rất mềm mượt, không lạnh như hắn tưởng, ngược lại có một luồng hơi ấm, rất dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh so sánh với cảm giác chạm vào tiểu hồng, đưa ra kết luận, so với con chim ngốc đó, cảm giác này có vẻ dễ chịu hơn, lữ thiếu khanh sờ soạn con chim đen con chim không có bất kỳ phản ứng nào như vật chết chỉ có tiếng thở và nhịp tim cho thấy con chim đen vẫn còn sống chỉ là ý thức của nó bị áp chế đang ngủ bị nam nhân lai lịch không rõ nuốt trừng và đồng hóa hành động của lữ thiếu khanh khiến nam nhân cười lạnh ngươi tưởng làm vậy là có cách sao ngây thơ lữ thiếu khanh muốn tiêu diệt hắn chỉ có thể giết chết cơ thể của con chim đen nhưng đây là trứng nuôi dưỡng con chim đen là địa bàn của nó có cơ chế phòng thủ lữ thiếu khanh dám ra tay giết con chim đen chưa giết được nó thì đã bị sức mạnh phòng thủ của nó giết chết. Vì vậy, nam nhân rất bình tĩnh, ngồi ung dung, nhìn Lữ Thiếu Khanh ngoài kia sờ soạn con chim đen, trong lòng đắc ý, ngươi cứ từ từ mà chờ chết, ngươi ra tay là chết, không ra tay cũng chết, tóm lại một câu, ngươi chết chắc rồi." Nam nhân giọng điệu bình tĩnh, nhưng sát ý với Lữ Thiếu Khanh vô cùng mãnh liệt, hắn là ai? Lại bị một sâu kiến như Lữ Thiếu Khanh làm nhục, đây là sự sỉ nhục, chỉ có giết chết Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn mới có thể rửa sạch nỗi nhục này. Hiện tại hắn tạm thời không thể giết chết Lữ Thiếu Khanh nhưng trong cơ thể con chim đen, hắn an toàn tuyệt đối, không cần lo bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Lữ Thiếu Khanh sờ soạn con chim đen, cũng đang suy nghĩ cách giết chết con chim này, hoặc nói đúng hơn là giết chết ý thức của nam nhân bên trong con chim đen, Lữ Thiếu Khanh lại để thần thức lan tỏa, cố gắng xâm nhập vào cơ thể con chim đen, nhưng ngay lập tức, hắn phát hiện thần thức của mình không thể xâm nhập. Tiếng cười lạnh của nam nhân lại vang lên, có ta ở đây, ngươi nghĩ ngươi có thể vào sao? Nam nhân tuy chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể con chim đen, nhưng hắn đã gần như là chủ nhân một nửa cơ thể của nó. Dù không thể di chuyển, nhưng hắn vẫn có thể ngăn cản thần thức của Lữ Thiếu Khanh xâm nhập. Lữ Thiếu Khanh lập tức gặp khó khăn, sâu sắc khinh bỉ nam nhân, tên rùa rụt đầu, có gan cho ta vào, chúng ta đấu một trận đàng hoàng, ngươi có phải đàn ông không? Có gan không? Cho ta vào, ta đảm bảo không đánh chết ngươi, cho ta vào xem nào, cho ta vào, chúng ta uống rượu nói chuyện, xóa tan ân oán, thế nào? Ta có ngu đâu. Nam nhân điều khiển con chim đen đảo mắt, ném cho Lữ Thiếu Khanh một cái nhìn khinh bỉ, Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, nam nhân không phải đối thủ của hắn cho lữ thiếu khanh vào cơ thể con chim đen hắn chắc chắn chết vì vậy mặc kệ lữ thiếu khanh ngoài kia chửi rủa hắn như con rùa rụt đầu trốn bên trong chết cũng không cho lữ thiếu khanh vào lữ thiếu khanh như một tướng quân luôn thắng nhưng gặp phải kẻ địch trốn trong thành không có công cụ công thành chỉ biết nổi điên trước bức tường cao lữ thiếu khanh chửi rủa cả buổi khô cả miệng nhưng không có kết quả lữ thiếu khanh chỉ có thể buồn bực khoanh tay nhìn con chim đen trước mắt như trồn thấy rùa không biết phải làm sao dùng sức mạnh thì không được luồng sức mạnh đó quá kỳ lạ hắn đã thử một lần và biết nó mạnh đến mức nào, không thể chống đỡ, phải bị động chịu đựng, ai mà chịu nổi, hắn đâu phải là người chịu đựng. Lữ Thiếu Khanh trầm tư, nhíu mày chặt lại, hôm nay hắn nhất định phải tìm cách biến con chim đen này thành vịt quay, giết chết nam nhân bên trong, nếu không khi nam nhân thành công, hắn không có chỗ nào để khóc, cũng không có chỗ nào để trốn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày càng chặt, còn nam nhân thì cười lớn, vô ích thôi, ngươi ở đây suy nghĩ cả nghìn năm, vạn năm cũng vô ích, hơn nữa, ngươi không có nhiều thời gian như vậy, chỉ cần ta nuốt chừng ý thức của nó, hợp nhất linh hồn của nó ta sẽ thay thế nó trở thành thần thú thực sự thần thú lữ thiếu khanh ghê tởm sâu sắc khinh bỉ biểu cảm như nói chuyện với một đống phân thần thú cũng là thú làm người không làm đi làm xúc sinh nam nhân không giận cười lạnh ai nói ta là con kiến nhân tộc hèn mọn sự cao quý của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng được cao quý hiện tại chẳng phải ngươi vẫn đang lén lút chờ lúc người ta chưa tỉnh để chiếm đoạt cơ thể sao hùng nói rồi nói rồi lữ thiếu khanh đột nhiên phản ứng lại ngươi là đồ khốn nạn hèn hạ lợi dụng lúc người ta ý thức ngủ say để bắt nạt nó nếu ta đánh thức nó thì sao lữ thiếu khanh không tin chủ nhân phát hiện nhà mình có trộm mà vẫn nhịn được chắc chắn sẽ liều mạng nam nhân cười lớn hơn đánh thức nó ngươi mơ à ngươi tốt nhất nên từ bỏ đi ngươi không làm được đâu nhưng giọng nói của hắn trong tai lữ thiếu khanh có vẻ như đang tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối lữ thiếu khanh cũng không quan tâm hiện tại chỉ có một cách này bất luận thế nào cũng phải thử nhưng làm sao để đánh thức ý thức của con chim đen lại là một vấn đề khó khăn lữ thiếu khanh nghĩ ngợi bàn tay mềm mại đến phụ nữ cũng ghen tị lại đặt lên đầu con chim đen vì trời mau tỉnh dậy nhà ngươi có trộm rồi tỉnh dậy đánh chết hắn đồng thời một luồng linh lực từ tay hắn truyền vào cơ thể con chim đen nam nhân nghe lữ thiếu khanh nói không nhịn được cười nhạo ngây thơ ngươi nghĩ gọi vài tiếng là có tác dụng nhưng lời hắn chưa kịp dứt trong cơ thể đột nhiên có động tĩnh hắn sững sờ ý thức của con chim đen luôn không tỉnh đột nhiên có phản ứng dường như nhận được sức mạnh nói động đậy nam nhân hoảng sợ vội điều động sức mạnh trong cơ thể để áp chế đồng thời tốc độ hấp thu xương đen bên ngoài tăng vọt. Lữ Thiếu khanh nhận ra, mắt sáng lên, cười hỏi, có tác dụng. Tác dụng cái gì? Nam nhân vừa kinh vừa tức, giọng nói lộ vẻ không tin được, ngươi, ngươi đã làm gì? Không gì cả, giọng Lữ Thiếu Khanh mang theo nỗi buồn man mác, chết tiệt, phong cách này thật không thể bình thường được. Lữ Thiếu Khanh như một nhà thơ buồn, nói nhẹ nhàng, quấy rầy giấc mộng của người khác, tội lỗi, tội lỗi. Ánh sáng từ tay hắn bùng lên, linh lực như suối tuôn trào, phong cách của Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng lệch, không thể trở lại bình thường, linh lực của hắn kỳ lạ ngay cả người như nam nhân cũng lần đầu gặp phải linh lực kỳ lạ như vậy đối với con chim đen linh lực của lữ thiếu khanh như đan dược hồi xuân thuốc cứu mạng liên tục truyền vào cơ thể con chim đen cơ thể nó nhận được năng lượng bổ sung ý thức của nó cũng bắt đầu hồi phục ý thức bị áp chế bên trong đã gần như hoàn toàn mất chỗ đứng từ từ tỉnh lại một luồng khí tức vô song khủng khiếp xuất hiện bao trùm cả hòn đảo hòn đảo phát ra ánh sáng mạnh mẽ mỗi hạt cát trên đất đều phát sáng một luồng khí tức sinh mệnh khó tả lan tỏa lữ thiếu khanh không thể hình dung khí tức này nếu thật sự phải dùng một từ để khái quát, đó là tiên đế cũng có lẽ là khí tức như vậy. Cổ xưa, cao quý, như tồn tại từ lúc trời đất mới khai sinh, sống lâu cùng trời đất, sáng cùng nhật nguyệt, là một trong những tồn tại cao quý nhất thế giới này. Đối mặt với luồng khí tức này, dù là Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cũng chỉ có thể sinh ra lòng kính sợ. Không biết từ khi nào, tay hắn đã rời khỏi con chim đen, dường như tiếp tục chạm vào nó là sự xúc phạm, đáng, đáng chết. Giọng nam nhân giận dữ vang lên từ trong cơ thể con chim đen, hắn gần như gào thét: Ngươi bây giờ tỉnh lại thì có ích gì? Thân thể của ngươi là của ta, ngươi cũng là của ta, ngươi ngoan ngoãn cùng ta hợp nhất, chúng ta cùng nhau thống trị thiên địa này, trở thành chúa tể của thế giới này. Cút ra ngoài. Một giọng nói trong trẻo, non nớt, như giọng của một bé gái chưa lớn vang lên từ trong cơ thể con chim đen, giọng nói này mang lại cảm giác cao cao tại thượng, như đế vương trên chín tầng trời, đầy uy nghiêm không thể nghi ngờ. Tiếp theo, từ trong cơ thể con chim đen phát ra ánh sáng đen, đôi mắt lại nhắm lại, thân thể con chim đen bắt đầu rung động mạnh, xương đen xung quanh một lần nữa bị hút vào cơ thể nó. Một lúc sau, giọng nam nhân vang lên, đầy đắc ý, "Ha ha, dù ngươi có tỉnh lại thì sao? Sức mạnh của ngươi không bằng ta, ngươi cuối cùng sẽ trở thành một phần của ta, đúng vậy, ngươi tỉnh lại, ta càng dễ dàng nuốt chửng ngươi, để ngươi chết rõ ràng." Thân thể con chim đen run rẩy mạnh hơn, giọng nói của bé gái lại vang lên, "Đáng, đáng ghét." Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ vẻ kỳ quái, như có chút giọng khóc. "A, à, ta không chịu nổi khi thấy nữ hài tử khóc." Lữ Thiếu Khanh lập tức hét lớn, "Tiểu nha đầu, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi." lữ thiếu khanh tay lại chạm vào đầu chim linh lực lại tuôn vào cơ thể con chim đen đồng thời hắn vung tay trái xét đen bao quanh con chim đen ngăn cản xương đen xâm nhập thế mạnh và yếu thay đổi ánh sáng của con chim đen lại bùng lên mạnh mẽ bên trong nhanh chóng vang lên tiếng giận dữ của nam nhân đáng đáng chết đồ côn trùng hèn mọn cút đi thần thức của nam nhân lao ra muốn đẩy lữ thiếu khanh ra nhưng hiện tại hắn không phải đối thủ của lữ thiếu khanh tách ra một phần thần thức bị lữ thiếu khanh chém một kiếm kêu thảm thiết rút lại đồng thời trong cuộc đấu tranh với ý thức bản thể của con chim đen bên trong hắn lại chịu thiệt tiếng kêu thảm vang lên a à, không cần hỏi tên trộm này đã bị chủ nhân xử lý tàn nhẫn đáng đáng ghét nam nhân không còn cách nào bên ngoài có sói bên trong lại có hổ hắn tiến thoái lưỡng nan cuối cùng chỉ có thể tập trung toàn bộ sức mạnh của mình đấu một trận sống chết với ý thức bản thể của con chim đen đối với hắn không còn đường lui cách duy nhất là đánh bại hoàn toàn ý thức bản thể của con chim đen nuốt chừng nó trở thành chủ nhân thực sự của nó hắn mới có đường sống chết đi nam nhân đã âm mưu hàng nghìn năm ý thức bản thể của con chim đen đã bị hắn nuốt gần hết hiện tại phản kích quyết liệt ý thức bản thể của con chim đen cũng không dễ chịu nhưng nó dù sao cũng là chủ nhân tự nhiên có lợi thế bẩm sinh thêm vào đó sự trợ giúp của lữ thiếu khanh bên ngoài cung cấp sức mạnh ngăn cản sự hỗ trợ từ bên ngoài của nam nhân theo thời gian lợi thế của ý thức bản thể của con chim đen ngày càng lớn từng bước ép nam nhân nuốt chừng sức mạnh của hắn sức mạnh của nam nhân ngày càng yếu cuối cùng nam nhân rơi vào tuyệt cảnh phát ra tiếng kêu tuyệt vọng A. À, ta sẽ không tha cho các người. tiếng nói đầy tuyệt vọng oán hận cuối cùng kêu thảm một tiếng ý thức cuối cùng của hắn bị ý thức của con chim đen nuốt chửng hoàn toàn lữ thiếu khanh cũng thở phào nhẹ nhõm buông tay lùi lại một bên cảnh giác nhìn con chim đen đồng thời sẵn sàng mọi tình huống theo tiếng kêu thảm của nam nhân biến mất ánh sáng trên cơ thể con chim đen lại bùng lên như mặt trời ánh sáng chói lỏa khiến người ta không dám nhìn thẳng đồng thời luồng sức mạnh không thể chống lại lại xuất hiện lữ thiếu khanh kinh hãi lông tóc dựng đứng nhưng luồng sức mạnh này không nhằm vào lữ thiếu khanh mà là để tiêu diệt xương đen xung quanh xương đen trước luồng sức mạnh này tan biến như mây gặp mưa hòn đảo bắt đầu có mưa rơi thực chất đó là những năng lượng tinh khiết rơi xuống như mưa và cuối cùng được con chim đen hấp thụ nhìn thấy năng lượng tinh khiết như mưa rơi lữ thiếu khanh động lòng hắn cũng thử hấp thụ ban đầu hắn cẩn thận hấp thụ một chút nếu phát hiện có gì không ổn sẽ lập tức dừng lại sau đó phát hiện luồng sức mạnh này không để ý đến hắn hắn trở nên gan dạ hơn lẩm bẩm ta đã giúp ngươi nhận chút lợi ích cũng không quá đáng chứ ý niệm vừa động hắn thoải mái hấp thụ năng lượng tinh khiết rơi từ trên trời xuống lữ thiếu khanh không nhận ra cơ thể hắn không biết từ khi nào cũng phát ra ánh sáng mờ nhạt lấp lánh tần số ánh sáng đồng bộ với con chim đen trong trạng thái này người và chim như trở thành một thể không biết đã qua bao lâu luồng sức mạnh biến mất trời ngừng mưa xương đen xung quanh cũng biến mất lữ thiếu khanh mở mắt cảm nhận sức mạnh trong cơ thể trạng thái hoàn toàn hồi phục thần thức lại tiến bộ lữ thiếu khanh ước tính thần thức của hắn trước đây chỉ đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới tầng một hiện tại tiến bộ thêm có lẽ ngang bằng hóa thần sơ kỳ cảnh giới tầng 2. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười, chuyến này không phải uổng công, dù sao cũng có chút lợi ích, nhưng chuyến đi này cũng vô cùng nguy hiểm, nếu không phải phong cách của hắn là khác thường. Hôm nay tại đây hắn đã chết một cách bình thường, nam nhân đó có lai lịch chắc chắn không nhỏ, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, người bình thường đến, chắc chắn phải quỷ. Lữ Thiếu Khanh thở dài, việc này thật sự không thể làm, quá nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đột nhiên cảm thấy có điều gì không ổn, hắn ngẩng đầu lên, thấy một đôi mắt chim đang nhìn hắn con chim đen nhẹ nhàng lơ lửng trước mặt lữ thiếu khanh cách một trượng đầu nghiêng nghiêng tò mò nhìn hắn lữ thiếu khanh cơ thể cứng lại áp lực tăng lên la lịch của con chim đen cũng vượt ngoài tưởng tượng như nam nhân đã nói là thần thú nhưng lữ thiếu khanh cũng quan sát con chim đen dù đã tỉnh lại và giải quyết được ý thức của nam nhân bên trong nhưng hình dáng không thay đổi vẫn như một con vịt trời và là một con vịt rất xấu lữ thiếu khanh thầm nghĩ có thần thú nào xấu thế này sao chắc tên kia bịa chuyện để tự khen mình chứ một người một chim đối diện nhau sau vài hơi thở lữ thiếu khanh trợn mắt cất giọng hung hãn hỏi làm gì muốn làm gì con chim đen vừa định mở miệng đột nhiên một luồng lực mạnh truyền đến trước mắt lữ thiếu khanh tối sầm ý thức theo thần niệm trở về cơ thể ôi trời ý thức trở lại sự mệt mỏi tràn lên lữ thiếu khanh liền ngồi phịch xuống đất nhị nhị sư huynh sao rồi tiêu y lo lắng không mà nguy hiểm vội vàng chạy tới định đỡ lữ thiếu khanh dậy để ta nghỉ chút lữ thiếu khanh khoát tay thần thức chiến đấu mệt mỏi hơn nhiều so với thực chiến hơn nữa hắn còn liên tục truyền linh lực cho con chim đen ra ngoài rồi cơ thể như trống rỗng lữ thiếu khanh không dám đứng dậy sợ rằng đứng lên lại run chân bị người ta nói là yếu làm nam nhân không thể yếu đuối lữ thiếu khanh nuốt vài viên đan dược bổ sung linh lực rồi mới đứng dậy nhị sư huynh huynh sao vậy tiêu y hoàn toàn không hiểu huynh mới xoay vài vòng đã như vậy rồi là bị chóng mặt sao dù trong chứng thời gian có vẻ rất dài thực tế chỉ là chuyện trong chớp mắt người bên ngoài còn không biết đã xảy ra chuyện gì tiêu y kính sợ nhìn quả trứng đen quả trứng này thật tà môn bây giờ cũng chỉ có thể xin lỗi tiểu thạch đầu bọn chúng nhưng ánh mắt của tiêu y đột nhiên trở nên kinh hoàng nàng chỉ vào quả trứng kêu lên nhị nhị sư huynh trứng 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 gì lữ thiếu khanh quát tiêu y đã nói bao nhiêu lần có thể học ta một chút bình tĩnh và chính chắn được không tiêu y khó khăn nuốt nước bọt trứng trứng hình như nứt rồi cái gì lữ thiếu khanh vội vàng nhìn lại đồng thời mắng lần sau nói mà còn thở mạnh ta đánh chết người ánh mắt lữ thiếu khanh rơi vào quả trứng đen như tiêu y nói trên bề mặt quả trứng đen xuất hiện một vết nứt trứng đã nứt rắc rắc trên bề mặt quả trứng đen, các vết nứt lan rộng, ngày càng nhiều, âm thanh nứt vỡ truyền đến tai mọi người. Mọi người đều kinh ngạc, Tương Tư Tiên và Dẫn Khuyết nhìn nhau đầy sợ hãi, cơ thể như rơi vào hầm băng, lạnh ngắt, tế thần chi tử sắp ra đời sao? Tiêu Y nổi da gà, tế thần chi tử à, dù rất tò mò nó trông như thế nào, nhưng lúc này mà ra đời, chắc chắn không phải điều gì đáng mừng, nhị, nhị sư huynh, huynh đập vỡ nó rồi chứ? Tiêu Y đặt hy vọng vào Lữ Thiếu Khanh, mong rằng nhị sư huynh đã ra tay đập vỡ quả trứng này, chứ không phải tế thần chi tử bên trong nở ra lữ thiếu khanh lắc đầu thở dài ta cũng muốn đập vỡ nó nhưng tiếc là không làm được quả trứng này cứng rắn không thể đập vỡ hắn cũng bó tay hiện tại ý thức của chim đen đã tỉnh đến thời khắc nở hắn cũng không biết là tốt hay xấu lời của lữ thiếu khanh làm tiêu y không khỏi hoảng hốt cái này phải làm sao không làm sao lữ thiếu khanh nhún vai phó mặc cho số phận đến lúc này đã không thể ngăn cả nữa trong lúc nói chuyện âm thanh rắc rắc càng ngày càng to cuối cùng bề mặt quả trứng đen đầy vết nứt dày đặc trong ánh mắt của mọi người cuối cùng một tiếng rắc vang lên một mảnh vỏ trứng rơi xuống nhẹ nhàng rơi xuống đất tiếp theo là nhiều mảnh vỏ trứng vỡ rơi xuống một luồng ánh sáng đen mạnh mẽ lóe lên khiến mọi người không thể không nhau mắt lại đợi khi ánh sáng đen tan biến nhìn rõ tình hình trong động tương tư tiên càng hoảng sợ kêu lên tế tế thần chi tử một con chim đen toàn thân nhỏ băng nắm tay lơ lửng giữa không trung đầu hơi ngẩng lên ánh mắt nhẹ nhàng nhìn mọi người dù là một con chim nhỏ rất nhỏ nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác cao quý thần thánh không thể xâm phạm tiêu y cũng tò mò nhìn con chim nhỏ không nhịn được là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng nó là tế thần chi tử sao con chim nhỏ quá nhỏ rất khó tin rằng nó là tế thần chi tử lữ thiếu khanh không nói gì hắn không rõ con chim đen nhỏ này định làm gì vừa nãy bên trong nó cứ nhìn chằm chằm hắn bây giờ xuất hiện rồi cũng nhìn hắn theo lý thuyết hắn nên cảm thấy nguy hiểm mới đúng nhưng tiềm thức của hắn lại mách bảo rằng con chim đen nhỏ này không đe dọa đến hắn thật kỳ lạ đang làm cái gì vậy tương tư tiên và dẫn khuyết cũng lần đầu tiên nhìn thấy con của tế thần chi tử nhưng tế thần chi tử như thế này cũng vượt quá tưởng tượng của họ hai người nhìn nhau nhưng tương tư tiên nhớ lại ra ra đã nói về sự đáng sợ của tế thần chi tử nàng cắn răng thì thầm mọi người cẩn thận bất kỳ tế thần chi tử nào cũng không dễ chọc nàng cầm trong tay một pháp khí lục phẩm linh lực lặng lẽ vận hành cơ thể như một cây cung đã kéo căng toàn thân căng thẳng hiện tại con chim đen nhỏ không có động tĩnh gì nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng một khi có điều gì không ổn nàng sẽ lập tức ra tay với tốc độ sấm xét tiêu y nhìn con chim đen nhỏ không có động tĩnh gì gan dạ dần dần lớn lên Nàng không nhịn được đưa tay ra, định sờ vào con chim đen nhỏ, nhìn xem, cũng khá dễ thương. Nhưng ngay lúc đó, con chim đen nhỏ hét lên một tiếng, một luồng sức mạnh đẩy Tiêu Y bay ra. Sức mạnh mạnh mẽ khiến Tiêu Y không kịp phòng bị, lập tức như một con búp bê bị quăng mạnh vào bức tường bên cạnh. Tương Tư tiên thấy vậy, linh lực trong cơ thể vận hành, pháp khí trong tay sáng bừng. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị ra tay, nàng lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vung một tát vào con chim đen nhỏ, đồ hỗn đản, dám bắt nạt sư muội ta. Con chim đen nhỏ bị tát bay, nhưng vội vàng vỗ cánh bay trở lại kêu lên mẹ ơi tiếng gọi mẹ vang vọng trong hang động chẳng khác gì xét đánh giữa trời quang đập mạnh vào mọi người khiến tất cả đều sững sờ ngay cả kế ngôn cũng lộ vẻ kinh ngạc sau đó khẽ lắc đầu cười khổ một cái gây chuyện vẫn phải là sư đệ của mình tương tư tiên cầm pháp khí trong tay mặt đầy vẻ sững sờ nàng nghi ngờ tay mình có vấn đề con chim đen nhỏ đôi mắt đẫm lệ vỗ cánh bay tới trước mặt lữ thiếu khanh vẻ mặt tội nghiệp tương tư tiên lại nghi ngờ mắt mình cũng có vấn đề đây là tế thần chi từ sao đây là mối họa mà gia gia đã nói sao tại sao lại gọi một công tử là mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế giới này còn là thế giới bình thường không đầu óc của tương tư tiên đã loạn suy nghĩ như một mớ hỗn độn không thể suy nghĩ bình thường được dẫn khuyết bên cạnh cũng không khác gì mặt đầy vẻ sững sờ cảnh tượng trước mắt khiến hắn bị đà kích lữ thiếu khanh cũng bị tiếng gọi mẹ của con chim đen nhỏ làm kinh ngạc hắn nghi ngờ nhìn con chim đen nhỏ trước mặt con chim đen nhỏ đôi mắt đẫm lệ vỗ cánh bay lên muốn đến gần lữ thiếu khanh nhưng lại có chút sợ hãi lùi lại vẻ mặt rất tội nghiệp Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ hỏi con chim đen nhỏ, ngươi gọi ta là gì? Gọi lại lần nữa. "Mẹ, mẹ ơi." Con chim đen nhỏ liền mở miệng, liên tục gọi, tiếng kêu trong trẻo như giọng của một bé gái vang vọng trong hang động. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, con chim đen nhỏ thấy vậy, vui mừng kêu lên một tiếng, rồi bay thẳng đến tay Lữ Thiếu Khanh, bám chặt lấy ngón tay của Lữ Thiếu Khanh. Sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ bỏ rơi nó, con chim đen nhỏ đậu trên tay hắn, người và chim đều rung lên mạnh mẽ, một cảm giác máu mủ ruột rà chợt ùa về. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa sững sờ sau đó bắt đầu phát điên đây là cái quái gì mình vẫn là chàng trai trong sáng sao lại có cảm giác như đã làm mẹ rồi phong cách của mình đã lệch lạc đến mức này rồi sao vừa yên bình được bao lâu mới vừa bắt đầu đã gặp chuyện như thế này bắt mình làm mẹ thật là chết tiệt trời xanh ơi còn cho người ta sống yên không mình muốn có phong cách bình thường một chút cũng không được sao lữ thiếu khanh buồn bã ngẩng đầu than thở một tiếng sau đó cúi xuống hỏi chim đen nhỏ tại sao ngươi gọi ta là mẹ lữ thiếu khanh không hiểu cũng không biết mình chưa từng mơ xuân sao lại xuất hiện một thứ gọi mình là mẹ chẳng lẽ vì mình đã truyền linh lực giúp nó một tay hoặc là vì mình đã giúp nó giải quyết ý thức của nam nhân kia hay là do lần đầu tiên nó nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của mình nên nghĩ mình là mẹ con chim đen nhỏ đối mặt với câu hỏi của lữ thiếu khanh vẻ mặt không hiểu nó nghiêng đầu nhìn lữ thiếu khanh mẹ là mẹ ngươi là mẹ của ta mà lữ thiếu khanh từ bỏ câu hỏi này con chim đen nhỏ vừa ra đời nhìn là biết trí tuệ chưa phát triển hoàn toàn hỏi cũng vô ích hỏi không ra đoán không được nguyên nhân thì thôi vậy Chắc chắn con chim đen nhỏ không có hại đối với mình là được rồi, hắn nghiêm túc nói với con chim đen nhỏ. "Nào, gọi là cha, đừng gọi là mẹ, đường đường là nam nhi, chàng trai trong sáng, bị gọi là mẹ sẽ làm người ta cười chết." "Tại sao?" Con chim đen nhỏ không hiểu, nó tiếp tục nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, "Gọi là cha nghe hay hơn, không được thì gọi là đại ca đi." Con chim đen nhỏ lại nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi kiên quyết lắc đầu, "Ta thấy gọi là mẹ thân thiết hơn, nghe hay hơn." "Thân thiết cái quái gì, hay cái quái gì?" ta là nam nhân không phải nữ nhân lữ thiếu khanh lườm nó một cái không được gọi là mẹ nếu không ta đánh người con chim đen nhỏ lại một lần nữa chảy nước mắt trông rất tội nghiệp tiêu y bên cạnh thấy vậy không quan tâm đến vết thương của mình chạy tới nói với lữ thiếu khanh nhị sư huynh huynh đừng bắt nạt nó nó thật đáng thương tiện ngươi thật tiện lữ thiếu khanh khinh bỉ tiêu y ngươi bị nó bắt nạt mà còn binh vực nó tiêu y xoa ngực mạnh mẽ nói nó đâu biết ta và nhị sư huynh có quan hệ gì không biết thì không có tội con chim này trông rất dễ thương sau đó nàng cười hì hì với con chim đen nhỏ hi hì, hì ta là sư thúc của ngươi nào gọi một tiếng sư thúc con chim đen nhỏ nghiêng đầu nhìn tiêu y cuối cùng kêu một tiếng sư thúc tiêu y càng cười tươi muốn đưa tay sờ con chim đen nhỏ lần nữa nhưng ánh mắt của con chim đen nhỏ trở nên sắc bén tiêu y bối rối rút tay lại nói với lữ thiếu khanh nhị sư huynh nó muốn gọi huynh là mẹ thì cứ để nó gọi mẹ nghe hay mà biến sang một bên lữ thiếu khanh lần này không nương tay với tiêu y thuần thục gõ một cái vào đầu tiêu y rồi lại quát con chim đen nhỏ thấy chưa không được gọi ta là mẹ gọi là cha nếu không ta sẽ xử nguyên như thế này mẹ oa con chim đen nhỏ liền khóc như một đứa trẻ vừa khóc vừa gọi khiến tư y đau lòng nàng không sợ quyền uy quyết tâm bảo vệ con chim đen nhỏ ôm đầu nhị sư huynh huynh đừng bắt nạt nó nữa dù bị lữ thiếu khanh đánh nàng cũng kiên quyết đứng ra bảo vệ con chim đen nhỏ kiên quyết đứng về phía con chim đen nhỏ dù sao dễ thương là vô tội dẫn khuyết đứng ở cửa hang động nhìn thấy cảnh này lại cho hắn một cơ hội để chỉ trích hắn lập tức khinh bỉ sâu sắc đồ chó thật là đồ chó lại đi bắt nạt một con chim nhỏ con chim này có khác gì một đứa trẻ ta thấy hắn thích làm những việc như thế này đồ tiểu nhân vô sỉ tiểu thư nhìn xem hắn chính là loại người như vậy tương tư tiên vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn nàng nhìn chằm chằm vào lữ thiếu khanh đang quát mắng con chim đen nhỏ trong khoảnh khắc đó nàng đột nhiên nhận ra lữ thiếu khanh bị bao phủ bởi một lớp sương mù không thể nhìn thấu được hắn thực sự là ai nhìn thấy tương tư tiên đang nhìn lữ thiếu khanh chăm chú dẫn khuyết càng thêm cảnh giác tên khốn này nổi bật quá khiến tiểu thư nhìn hắn bằng con mắt khác không được tuyệt đối không thể để thế nhìn lữ thiếu khanh móc ra vài viên linh đậu cho con chim đen nhỏ dụ nó gọi là cha dẫn khuyết khó nhịn lắm mới không cười phá lên tên khốn này ngây thơ thật sao linh đậu là gì ngươi nghĩ là đậu tiên sao ngươi thích không có nghĩa là ai cũng thích hú chi là một con chim ngươi thả bắt vài con sâu còn thiết thực hơn ngây thơ dẫn khuyết một lần nữa lên tiếng khinh bỉ lớn tướng rồi mà còn ngây thơ vậy nhưng con chim đen nhỏ cắn một viên linh đậu mắt nó sáng lên như đứa trẻ con được cho ăn ngon ngoan ngoãn ngọt ngào gọi cha ta còn muốn nữa dẫn khuyết mặt đầy sững sờ ôi ngoan lữ thiếu khanh cười tươi lại đưa thêm một viên linh đậu cho con chim đen nhỏ cuối cùng cũng xong nào có chàng trai trẻ trong sáng nào làm mẹ gọi cha thì hay hơn dẫn khuyết cảm thấy sụp đổ hắn vào đầu bứt tai lại một lần nữa nghi ngờ mắt và tai mình có vấn đề trời ạ à, ngươi là con chim gì mà không có chút tiết tháo nào vậy gọi là mẹ thì nên gọi mãi chứ phải làm một con chim có nguyên tắc chứ tại sao chỉ vì một viên linh đậu mà thay đổi lập trường đó chẳng qua chỉ là linh đậu không phải là tiên động dẫn khuyết nghiến răng tên khốn đó thật chó má dùng linh đậu để dụ dỗ con nít khác gì dùng kẹo để dụ bé gái đi xem cá vàng đồ tiểu nhân đồ khốn nạn con chim đen nhỏ vừa mới ra đời đối với thế giới này mọi thứ đều mới lạ linh đậu chỉ là những hạt đậu mang chút linh khí nhưng đối với con chim đen nhỏ đó là thức ăn ngon hơn nữa còn do cha không đúng là mẹ của nó đút cho ăn lại càng ngon miệng hơn tiêu y thấy vậy đôi mắt sáng lên lại một đứa thích ăn linh đậu thật tuyệt nàng cười tươi lấy ra một nắm linh đậu từ những chữ vật đó là linh đậu nàng chuẩn bị sẵn để cúng lữ thiếu khanh nàng lắc, lắc lắc linh đậu trước con chim đen nhỏ ngoan đến sư thúc đây sư thúc cho người ăn linh đậu con chim đen nhỏ nhìn lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh gật đầu đi theo nàng ấy đi chăm sóc trẻ con gì đó hắn không rảnh vẫn là để tiêu y lo liệu dù sao tóc nàng dày hợp làm tổ cho chim được sự cho phép con chim đen nhỏ vỗ cánh bay lên đáp xuống tay tiêu y mắt chăm chú nhìn những hạt linh đậu trong tay nàng lữ thiếu khanh nhìn quanh một lượt trận pháp trên mặt đất mất đi ánh sáng dường như theo sự biến mất của nam nhân mà mất tác dụng vỏ trứng đen lúc này đã trở thành màu xám trắng theo sự xuất hiện của con chim đen nhỏ mà mất đi tác dụng lữ thiếu khanh dùng tay trà sát một chút vỏ trứng đã trở thành cho bụi tan thành bột lữ thiếu khanh kiểm tra lại một lần nữa xác nhận không còn thứ gì giá trị hay sự tồn tại khác ở đây cảm thấy đã đến lúc rời khỏi nơi này lữ thiếu khanh phủi tay nói đi thôi rời khỏi đây nơi này cách mặt đất không biết bao nhiêu vạn mét dù hang động có rộng rãi và cao lớn thế nào vẫn có một cảm giác áp bức vô hình ở lâu sẽ cảm thấy ngột ngạt lữ thiếu khanh bước ra khỏi hang động tương tư tiên và dẫn khuyết nhìn hắn với ánh mắt phức tạp biểu hiện của lữ thiếu khanh thực sự khiến họ kinh ngạc lần đầu tiên thấy phong cách không bình thường của hắn họ không biết phải nói gì mẹ kế ngôn nhìn lữ thiếu khanh giọng điệu mang chút thích thú mắt không giấu nổi ý cười con mẹ nó lữ thiếu khanh sắc mặt không tốt ngươi nói thêm một câu nữa coi chừng ta bảo nó gọi ngươi là mẹ tai của tiêu y lập tức dựng lên như tay nghe gió nhanh chóng bắt được âm thanh bất thường thì ra đại sư huynh và nhị sư huynh có mối quan hệ mờ ám nàng nhẹ nhàng vuốt ve con chim đen nhỏ thầm nghĩ may mà ngươi là một con chim nếu ngươi là một đứa trẻ thì mối quan hệ của hai sư huynh ta sẽ được xác định sư phụ ta cũng sẽ có cháu để bồng con chim đen nhỏ có thức ăn nhanh chóng chấp nhận tiêu y không còn chống cự sự vút ve của nàng ngược lại còn nhẹ nhàng cọ đầu vào tay tiêu y rất thân thiết hành động làm nũng thân thiết khiến tiêu y càng thêm yêu thích bất kể là gì khi còn nhỏ đều rất đáng yêu ba con hồn thạch giáp thú tụ lại phát ra tiếng gầm gừ thấp đối với sự ra đời của con chim đen nhỏ hai con hồn thạch giáp thú trưởng thành lộ vẻ vui mừng nhìn con chim đen nhỏ như nhìn hậu bối của mình ánh mắt đầy sự hài lòng chúng gầm gừ với lữ thiếu khanh tỏ vẻ biết ơn lữ thiếu khanh không khách sáo đá mỗi con một cái mắng lừa đảo dám lừa ta một người tốt bụng đá chết các người hai con hồn thạch giáp thú nặng hàng vạn cân trước mặt lữ thiếu khanh như hai viên đá nhỏ nặng nề đập vào tường tạo thành một hố sâu hai con hồn thạch giáp thú biết lữ thiếu khanh không dễ chọc cũng biết mình có lỗi chúng gầm gừ với lữ thiếu khanh mở túi trên lưng lộ ra những viên đá trong đó hồn thạch giáp thú ăn đá chúng sẽ cất giữ những viên đá quý hiếm để làm vũ khí tấn công tầm xa hai con hồn thạch giáp thú cúi đầu để lộ túi trên lưng những viên đá bên trong đủ màu sắc lấp lánh đều là những viên đá quý hiếm cấp cao tiêu y lên tiếng nhị sư huynh huynh nhìn kìa lấp lánh thật đẹp chúng không nói dối ngươi bị thương thì im đi không ai bảo ngươi cầm đâu lữ thiếu khanh lườm tiêu y có chắc không ngươi có tin ta sẽ xử ngươi ngay bây giờ không tiêu y lập tức im lặng le lưỡi nàng chỉ có thể giúp hồn thạch giáp thú đến thế thôi nói thêm nữa sẽ dính líu tới bản thân những viên đá trên lưng hồn thạch giáp thú rất nhiều tương tư tiên và dẫn khuyết thấy vậy cũng không khỏi nuốt nước bọt thèm thuồng ngũ phẩm định sa thạch tứ phẩm la cổ trùng thạch tứ phẩm lạc hỏa thạch lục phẩm cũng có dẫn khuyết gần như chảy nước miếng ước gì có thể chiếm hết những viên đá đó lữ thiếu khanh cũng hơi ngạc nhiên những viên đá mà hai con quái thú này cất giữ thực sự không tệ ngay cả hắn cũng không thể không động lòng những viên đá này đem bán linh thạch sẽ đổ về như nước lúc này con chim đen nhỏ kêu lên cha chúng nó thân thiết đừng bắt nạt chúng từ khi còn nhỏ hồn thạch giáp thú đã ở bên cạnh quả trứng đen mà lớn lên dù quả trứng bị sương mù đen xâm lấn chúng không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài nhưng đối với hai con hồn thạch giáp thú này con chim đen nhỏ vẫn cảm thấy quen thuộc từ tận đáy lòng biết rằng con chim đen nhỏ vẫn nhớ mình hai con hồn thạch giáp thú cũng phấn khởi gầm lên bày tỏ niềm vui mừng của mình lữ thiếu khanh không khách sáo đá mỗi con một cái im đi nể mặt con bé nhà ta ta không chấp với các ngươi lần này coi như ta làm việc tốt lỗ vốn tiêu y lại cười nhị sư huynh kiêu ngạo của ta dưới vẻ ngoài hung ác ẩn chứa sự dịu dàng và chu đáo khó tả. Gầm, hai con hồn thạch giáp thú trong mắt tràn đầy lòng biết ơn, lần này chúng thực sự gặp được người tốt. Tương Tư Tiên đứng bên cạnh nhìn cảnh này, cũng hiểu được ý nghĩ trong lòng Lữ Thiếu Khanh, không khỏi thốt lên, người cao nghĩa. Giận khuyết trong lòng như có hàng vạn con ngựa chạy qua, dù hắn nói xấu Lữ Thiếu Khanh nhiều đến đâu, cũng không thể lay chuyển hình ảnh của Lữ Thiếu Khanh trong lòng Tương Tư Tiên sao? Giận khuyết nước mắt rưng rưng. Được rồi, rời khỏi đây thôi, Lữ Thiếu Khanh ngồi phịch xuống lưng một con hồn thạch giáp thú, không khách sáo nói, đưa ta ra ngoài nhìn thấy lữ thiếu khanh định mang con chim đen nhỏ ra ngoài tương tư tiên không khỏi lo lắng nói một công tử cái này ngươi xem ta bảo nó gọi ta là cha mà lữ thiếu khanh cười tươi như hoa trong hang động ánh sáng từ những viên đá xung quanh chiếu rọi làm nơi này sáng như ban ngày hàm răng trắng của lữ thiếu khanh lấp lánh dưới ánh sáng như thể hắn vừa nhặt được hàng vạn viên linh thạch tương tư tiên im lặng tên này thật là trước đó lữ thiếu khanh đã nói sẽ khiến thứ trong quả trứng gọi hắn là cha bây giờ xem ra hắn đã nói là làm được con chim đen nhỏ có thể là tế thần chi tử nhưng bây giờ tế thần chi tử lại gọi lữ thiếu khanh là mẹ còn bị vài viên linh đậu dụ dỗ gọi là cha đây là cái gì nếu thật sự là tế thần chi tử thì chắc chắn là tế thần chi tử rẻ mạt nhất phải không tế thần chi tử cũng không thể nhận một thuộc hạ như vậy phải không quá mất mặt muốn diệt trừ con chim đen nhỏ nhưng lại không thể nói ra được cuối cùng tương tư tiên chỉ tay vào con chim đen nhỏ hỏi lữ thiếu khanh một công tử ngươi định xử lý nó thế nào lữ thiếu khanh hỏi ngược lại tư tiên tỷ 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 muốn nói gì nó là tế thần chi tử tồn tại là mối họa tương tư tiên chậm rãi nói dù không nói rõ nhưng ý tứ đã quá rõ ràng vẫn hy vọng lữ thiếu khanh xử lý con chim đen nhỏ tiêu y là người đầu tiên không vui con nhóc đáng yêu thế này cũng có thể nhẫn tâm sao đây là con gái của nhị sư huynh ta ai cũng không thể làm gì nó nàng lập tức đứng về phía kế ngôn muốn ra tay cũng phải hỏi qua đại sư huynh của ta nàng hùng hồ nói tế thần chi tử chỉ là suy đoán thôi tư tiên tỷ 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 có bằng chứng gì chứng minh nó là tế thần chi tử hơn nữa tỷ đã từng thấy tế thần chi tử như thế này chưa tương tư tiên im lặng thực sự là chưa từng thấy hình dáng bình thường thậm chí hơi xấu cơ thể nhỏ bé không có chút uy nghiêm nào hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là một kẻ tham ăn vài viên linh đậu đã thu phục được nó vừa mới làm tiêu y bị thương bây giờ thân thiết đến mức suýt gọi là mẹ một kẻ tầm thường thế này không giống tế thần chi tử nhưng tương tư tiên không nói nên lời như nàng thực sự không cam lòng và không muốn để một kẻ nghi là tế thần chi tử chạy ra ngoài nếu gây họa cho thiên hạ nàng sẽ là tội nhân lớn nhất lữ thiếu khanh vỗ nhẹ lên con hồn thạch giáp thú con hồn thạch giáp thú hiểu ý quay lại tiến vào đường hầm đi lên giọng của lữ thiếu khanh chuyển tới tế thần chi tử đã chết rồi ý thức còn lại trong trứng đã bị tiêu diệt bây giờ con nhóc này chỉ là một con vịt hoang mà thôi kế ngôn lắc đầu cũng theo lên chuyện như thế này có sư đệ hắn ra tay sẽ không có vấn đề gì tiêu y nhìn tương tư tiên nói tư tiên tỷ 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 yên tâm nhị sư huynh nói không có vấn đề thì nhất định không có vấn đề nhìn mọi người đều rời đi dẫn khuyết hỏi tiểu thư làm sao bây giờ tương tư tiên quay đầu nhìn lại hang động phía sau những mảnh vỏ trứng xám xịt còn lại trên mặt đất chứng tỏ những gì vừa xảy ra không phải là mơ lữ thiếu khanh và quả trứng đen trong khoảng thời gian ngắn đó đã xảy ra chuyện gì nàng không biết tương tư tiên thu dọn tâm tình lắc đầu ta cũng không biết chỉ có thể đưa họ đến gặp gia gia để gia gia phán đoán thôi trong này có quá nhiều bí ẩn với năng lực hiện tại của nàng hoàn toàn không hiểu rõ cũng không dám chắc chắn con chim đen nhỏ có phải là tế thần chi tử hay không hiện tại có thể làm chỉ là để gia gia nàng phán đoán nếu là tế thần chi tử sẽ để ra ra nàng ra tay giải quyết dẫn khuyết nhíu mày hắn nói chỉ sợ họ không chịu gặp đại trưởng lão tương tư tiên cũng biết lữ thiếu khanh họ không muốn nàng có dự tính của mình chỉ cần ta bám sát họ dù họ không muốn cũng không chạy thoát được về điểm này nàng rất tự tin dù họ muốn trốn đi ta cũng có phi thuyền do ra ra ta cho có thể bám chặt theo họ phi thuyền của nàng rất nhanh trước đây bám theo phía sau cũng không tụt lại xa so với lữ thiếu khanh bây giờ lữ thiếu khanh đang ở ngay trước mắt dù họ có chạy nàng cũng có thể lái phi thuyền bám theo hiện tại chúng ta bám sát họ không để họ có cơ hội bỏ trốn. Con hồn thạch giáp thú chạy rất nhanh, trong hang động vang lên tiếng rầm rầm, mặt đất rung chuyển, Lữ Thiếu Khanh và mọi người ngồi trên lưng một con hồn thạch giáp thú, như ngồi trên xe ngựa. Trong rất nhàn nhã, giải quyết xong chuyện quả trứng đen, mọi người đều thả lỏng, sau khi xuất phát, Lữ Thiếu Khanh ngồi trên đầu con hồn thạch giáp thú, nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó, dùng thần thức giao tiếp. Kế Ngôn đứng bên cạnh, im lặng không nói. Sau khi Lữ Thiếu Khanh giao tiếp với con hồn thạch giáp thú, nhìn Kế Ngôn một cái, làm gì? Kế Ngôn nói, vị trí này của ta, kế ngôn thích ngồi phía trước dừng lữ thiếu khanh lười nói với kế ngôn quay lại ngồi ở giữa lưng con hồn thạch giáp thú chỗ này vừa rộng vừa thoải mái chẳng phải tốt hơn vị trí phía trước hít bụi sao sau khi ngồi xuống con chim đen nhỏ vỗ cánh bay lên vai lữ thiếu khanh thân thiết cọ cọ vào mà hắn tiêu y không còn đồ ăn con chim đen nhỏ vẫn thích ở bên cạnh lữ thiếu khanh vừa ra đời đã thích bám lấy cha mẹ lữ thiếu khanh vỗ vỗ nó chỉ vào đầu tiêu y nói với nó con vịt ngốc sau này làm tổ chỗ đó theo sư thúc của ngươi tiêu y đang định phản đối đột nhiên phản ứng lại nàng hỏi lữ thiếu khanh nhị sư huynh nó đã có tên chưa vịt ngốc không nghe thấy sao tiêu y lập tức không vui bênh vực con chim đen nhỏ đây là tên gì chứ nghe chán chết đi được nhị sư huynh huynh thật là không biết đặt tên gì cũng là ngốc con chim đen nhỏ đáng yêu như vậy lại là con gái gọi là vịt ngốc sau này làm sao ra ngoài gặp người tiêu y kiên quyết không đồng ý với cái tên này nàng nói nhị sư huynh nhất định phải đổi tên tên này khó nghe quá con chim đen nhỏ cũng kêu một tiếng mở miệng nói khó nghe nó cũng không thích cái tên vịt ngốc. Có gì mà khó nghe, không phải chỉ là cái tên thôi sao. Như ngươi, đồ ngốc chẳng phải cũng là tên của ngươi sao. Lữ Thiếu Khanh không để tâm đến tên gọi, chỉ là một danh xưng thôi, A Tam, A Tứ, vượng tài gì cũng được. dáng vẻ của con chim đen nhỏ, trong mắt Lữ Thiếu Khanh giống như một con vịt hoang, không gọi là vịt ngốc thì gọi là gì. Tiêu y vung tay phản đối, không được, nhị sư huynh huynh đặt tên khó nghe quá, nhất định phải để ta, sư thúc của nó đặt tên. Con chim đen nhỏ lại kêu một tiếng, vỗ cánh đồng ý với lời của tiêu y nhất định phải đổi tên tùy ngươi ngươi muốn đặt tên gì tiêu y cười tươi đặt là tiểu hắc thế nào vớ vẩn ngươi cũng vớ vẩn